Bây giờ thì khi mà về được cũng một tháng hơn rồi á, thì chị cảm thấy có nhớ không? Có cần nhớ về những ngày trong buồng ngủ không? Có chứ, tại vì mặc dù là thời gian ở với nhau chỉ có một tuần thôi, nhưng mà mọi người kiểu sống chung, hoạt động chung với nhau, gắn kết chung với nhau rất là nhiều, coi như anh em ở, cho nên là về rất là nhớ. Sau khi mà về thì tụi chị có quay lại đó một lần nữa để gặp mọi người trong quân đội, với lại cả mọi người cũng có một cái group chat riêng ở trên Facebook để mà nói chuyện với nhau rồi đời thường hay như thế nào đó. Lúc mà về thì mọi người rất là buồn. Theo em thấy á, thì từ trước đến nay thì chị Vân ít khi nào mà tham gia những cái chương trình thực tế mà theo kiểu dạng là thành viên cố định như là sang nhập ngũ luôn á. Thì cái lý do gì mà khiến chị muốn tham gia vào chương trình? Chị muốn tham gia chương trình là tại vì chị muốn trải nghiệm. Chị là đã muốn trải nghiệm tại vì chị rất là thích mà kiểu được súng rồi được cái đó, nghĩa là mấy cái trải nghiệm này là những cái trải nghiệm mà không phải ai cũng có thể có được, cho nên là chị muốn thử thách bản thân. Vậy trước đó chị có coi, trước khi mà quay hình đó chị có coi những cái mùa trước để lấy tinh thần trước chưa? Có, chị đã coi trước rồi và chị biết là chắc chắn là sẽ rất là cực, sẽ rất là khổ, nhưng mà bù lại thì mình sẽ có những cái trải nghiệm rất là đáng nhớ, những cái bài học rất là quý mà cuộc sống bình thường không ai có được ấy, cho nên là chị mới đồng ý tham gia. Lúc mà trải nghiệm thực tế rồi thì chị thấy cái sự cực khổ đó nó cao hơn hay là thấp hơn so với cái sự tưởng tượng của mình? Đương nhiên là nó cao hơn rất là nhiều so với tưởng tượng của mình thôi. Tại vì xem thôi á, thì ở cái lúc xem thì chương trình còn phải cắt ghép rất là nhiều, chứ không có phải là show hết 100%, nhưng mà khi mà đi quay ở ngoài đó thì là dưới cái thời tiết như thế rồi hoạt động thì mình mới cảm nhận được là nó quá cực khổ ấy, nhưng mà bù lại thì rất là vui. Chị khi mà tham gia thì chị có một cái tham vọng nào không? Kiểu như là muốn cho khán giả thấy được một cái khía cạnh, một cái màu sắc khác của mình, hoặc là nhỏ hơn là như kiểu giảm cân chẳng hạn. Thật sự ra là lúc mà chị đi qua là chị không nghĩ là sẽ show cái gì cho khán giả xem luôn á, thì chị nghĩ là chị muốn thử thách bản thân thôi, chứ không phải là vì chị muốn cho khán giả thấy gì ở chị hết. Cho nên là khi mà tham gia thì lúc đầu chị có tham vọng, đó chính là mình phải đạt được giải nhất để mà lấy tiền thưởng và đi làm từ thiện. Nhưng mà sau khi mà tham gia xong, chị thấy mọi người khỏe quá, chị thấy mọi người kiểu còn chơi còn kinh khủng hơn mình nữa, cho nên là chị đã từ bỏ cái tham vọng chị rồi, thôi vui là chính, thế chị mất tham vọng luôn. Nhưng mà lúc mà tham gia thì chị thấy ai khỏe nhất? Lúc mà tham gia thì đương nhiên là chị Duyên là người khỏe nhất, nhưng mà chị Duyên khỏe nhất, xong rồi là về sức dai với sức bền thì chị Diệu Nhi, còn họ hàng rất là thông minh, còn chị Thư là rất là kiên cường, và chị Yến thì rất là đáng yêu, và chị thì không dễ. Chị là bánh bèo nhất đội. Ủa nhưng mà lúc ban đầu khi mà trước trước khi quay á, thì chị có biết trước về cái nhạc pass này chưa? Chị chưa, chị chỉ biết mỗi họ hàng thôi, là tại vì lúc mà mời chị thì chị có bảo là nếu mà em có thể được đề xuất không thì em có thể đề xuất hậu là đi cùng em được không, tại vì chị sợ là ở chung với mọi người không có quen ai hết thì ngại á, và trong showbiz thì chị không có quen ai cả, nên là chị chỉ chơi mỗi hậu hàng thôi, thì chị đề xuất hậu hàng để biết mỗi hậu hàng không. Mà trước em thì em không hề biết là mọi người chị với Hậu Hoàng thân nha, mặc dù em follow Insta của chị cũng lâu á, không em cứ nghĩ là hai người bắt đầu thân từ sau khi mà chơi chung kiểu cùng tuổi, xong rồi tính cũng giống nhau và bắt đầu thân thiết. Không có, thật ra thì không chơi với lại mấy anh chị trên showbiz hay là các bạn ở trên showbiz bất vâng ít khi nào mà boss lên lắm, tại vì Vân không thích mọi người bảo là chơi với nhau vì cái điều này vì cái điều kia, cho nên là không có bút lúc lên dạ dạ vâng cũng sẽ không bị chị dạ này rồi cả phát la rồi thì cái thứ, nhưng mà vâng mất công mọi người nói, nhưng còn Hậu Hoàng thì nó quá đáng yêu ấy, nghĩa là và cái lứa tụi hai đứa cũng giống nhau nữa, cho nên là dễ. Vậy khi trong cái ngày gặp đầu tiên á, thì ấn tượng của chị về bốn người còn lại là gì? Người chưa ít khi làm việc chung. Đúng là Vân chưa bao giờ làm việc chung và cũng chưa bao giờ gặp mọi người luôn, nên là ấn tượng lúc nào gặp mọi người thì vui chứ đã, thì Vân rất là thích cả bốn người luôn. Tuy nhiên thì kiểu hơi lo lắng là tại vì bốn người kia là bốn người cá tính hoàn toàn khác mình, và chị đều là anh chị lớn, cho nên là kiểu có hơi lo lắng là không biết là mình có hòa nhập được với mọi người hay không.
vấn đề gì lúc mà mới bắt đầu, hình như là lúc mà mới bước vào luôn là đã được chứng kiến một cái cảnh bắt cóc luôn, không phải cái đó gọi là gì ta, giải cứu thông tin hay là bắt cóc gì đó. À, lúc đó thì cảm giác của chị như thế nào? À, lúc đầu thì mọi người ai cũng tưởng đó là màn chào mừng mọi người tới, mà thật ra không phải, mọi người ai cũng hảo tưởng vậy đó, nhưng mà thật ra đó là một cái màn diễn tập thấy xong kiểu wow hoành tráng quá, rồi kiểu giống như trong phim hành động á, mà đã được diễn ra trước mắt mình luôn, cho nên là cảm giác rất là sinh động á, rất là hào hứng, nên là kiểu muốn vô tập liền, muốn đi chơi liền, muốn làm đi chấm liền kia đó. Nhưng mà lúc mà vô tập rồi thì ha kinh hoàng à, kinh hoàng. Thử thách nào mà kinh hoàng nhất đó với chị, cái nhiệm vụ nào chứ nhỉ? Đó chính là quân y. Dạ, nghĩa là vâng, cái nghĩ là đi hành quân hay là bắn súng hay đó là kinh hoàng nhất rồi, nhưng mà không, quân y mới là cái thứ mà kinh khủng khiếp nhất đó, là tại vì thứ nhất là vừa có tinh thần đồng đội này, thứ hai là quay trong cái thời tiết rất là mưa bùn đất cát rồi đó, chứ là trơn rồi, chưa kể nữa là phải cán đồng đội mình đi qua rừng, xong rồi phải đi xuống mương, phải lội xuống mấy cái đó rất xa nữa, nên là cái đó cũng phải cái sự liên kết của đồng đội nữa, tức là Kẻ Vân và chị Thư đều phải cùng nhau cố gắng, ngay cả chị Nhi nằm ở đó, chị Nhi cũng không phải là chị nằm không hưởng thụ, mà chị Nhi là bộ động tinh thần của hai người nữa, cho nên là cũng phải thấy cô là cái khó nhất, cực nhất. Hình như là em nhớ là lúc đó chị rất là bức xúc với chị Nhi, tại vì la nhiều quá. Chị Nhi khét nhiều quá thôi, nhưng mà cũng không phải là bức xúc, là chị giỡn với chị Nhi thôi. Tại vì nhưng mà nhờ chị Nhi á, mới nhờ chị Nhi như thế, cho nên là Vân với chị Thân mới có đủ kiểu là mới có Vân với chị Thân hai người vác chị Nhi về, mà có lẽ là thật sự là bằng tinh thần luôn á. Chứ bình thường là kiểu Vân rất là yếu, mà chị Thư cũng không có khỏe, thường bị đau chân nữa. Thật sự là mang chị Nhi về bằng tinh thần luôn, tại vì chị Nhi cổ động tinh thần á. Chị Nhi mặc dù là hay nói tào lao, là được kiểu hay hát, hay hò, rồi hay này kia kia nào, nhưng mà nhờ chị Nhi là rất là vui. Nên là Vân á là cái tính là ai mà càng quát tháo hay là càng hối là Vân càng hoảng loạn á, càng sợ là không làm gì hết á. Mà nhờ vậy thôi, nhưng chị Nhi như thế, cho nên là Vân với chị Thư hai người rất là thoải mái, vui ở trên đường về, mặc dù rất là mệt nhưng mà vui, cho nên là không có đủ tinh thần, có sức khỏe mà về chị Nhi về. Nào, cảm giác là cái vòng đó là chị Nhi là người có công. Mà cảm giác là cứ mỗi lần mà chị Vân với chị Nhi mà chung một cái nhiệm vụ nha là rất là buồn cười. Không, Vân thấy là ai vào đội chung với chị Nhi cũng buồn cười thôi, chứ không phải mình Vân đâu. Cái nhiệm vụ mà bắt cá cũng rất là buồn cười luôn. Thật sự là cái nhiệm vụ bắt cá là hai chị em ngoài sức tưởng tượng á. Lúc đầu á, nghĩ là chắc là đồ được đi bắt cá rồi mừng quá, thế là nghĩ là sẽ là một dòng suối là trong lành, xong hai chị em mình sẽ là người đóng vai tấm, người đóng vai cám, rồi xong rồi đồng chí đội trưởng sẽ là kiểu miệng ghẻ, xong hai đứa mình sẽ diễn kịch diễn tuồng, xong hấp nước qua hấp nước lại với nhau, kiểu này chứ rất là thơ luôn, trong đầu bác sĩ mà rất là thơ. Xong đi ra một cái là kiểu một đống bùng mà nó hôi khủng khiếp luôn. Chị Nhi là một con người chịu đựng rất là cao, những cái vòng trước là kiểu mệt đến mấy hay là cực đến mấy, chị Nhi cũng không bao giờ kiểu ói nôn mửa hay là kiểu tỏ thái độ hết, nhưng mà cái lúc mà đi ra đó là kiểu cái mùi nó sọc trên lên trên mũi, mà cái mùi nó là cái mùi nó rất kinh khủng luôn á, nó hôi kinh khủng, tại vì cái mùa là mùa mưa mà nước nó đọng lại xình nữa thì nó rất là hôi. Chị Nhi chia sẻ là chị nôn luôn, là biết là nó hôi đến chỗ nào. Đó là Vân với chị Nhi hai đứa phải bắt như lần đầu tiên bắt cá bằng tay, mà thò đây luôn bắt cá mà không có nhìn thấy cá, vì cái chị mò thôi. Xong rồi vớt lên một cái là hai tay hai bên này á là sâu, với không phải sâu mà kiểu lăng quăng á, rồi ốc của nó bu đầy tay đầy chân luôn, rồi rất là sợ ấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời Vân này cầm con đi chơm trượt vào bàn tay và thò xuống eo mua mà không thấy ở mắt, nghĩa là kinh mà cái mùi đó nữa, cho nên là hai chị em dắt một tấm chám tan tành luôn, cảm thấy vừa mắc cười vừa tức mà vừa mắc cười đó. Cái khúc là hình như là anh Danh tự nhận mình là tấm hay là gì đúng đó. Vậy tại vì anh Danh cứ bắt hai đứa Vân với chị Nhi phải đi làm với đó, tại vì không bắt thì là sẽ không có cá cho đồng đội ăn. Xong rồi Vân với chị Nhi về bắt cá xong rồi bị ám ăn cá luôn, đâu có dễ ăn cá đâu. Mất một thời gian dài sau Vân mới dám ăn cá lại, mặc dù Vân là đạo cá Vân rất mê ăn cá, mà cứ ăn cá là nhớ tới cái khoảnh khắc mà nó hôi gì đó, hôi mắt ở dưới bùn vậy á. Sau đó mọi người có lén lén đánh anh Danh luôn, tại vì
cái lúc mà sau khi mà học xong hết rồi ngày cuối cùng á, vâng với chị đi đẹp như là đánh quá trời. Thôi mà đánh nhiều nhất là đồng chí đội trưởng, mũi trưởng ấy. Hình như khúc sau hình như là còn dụ hai người ăn nữa mà đúng không? Ừ. Nhớ là khúc sau còn dụ hai người vâng, ăn. Vâng, Nhi có làm cá, đó là người như cuộc đời làm cá luôn. Ừ, nhưng mà mọi người cũng hay chứ, tại vì chưa bắt cá bao giờ nhưng mà bắt được rất là nhiều, 40 mấy con. Ừ. Nhưng mà chị em chắc bụng mà có thì chắc 30 con là anh doanh bắt. Hình như sợ bởi vì đứng tát nước không. Còn vâng, anh doanh bắt mà vâng thì bắt cá không giỏi, anh doanh bắt cá rất là giỏi. Vậy cái nhiệm vụ nào mà chị Vân nhớ nhất, ít vui nhất á? Nhớ thì chị vui nhất. Nhiệm vụ mà vui nhất đó hả? Thì con nghĩ chắc là đó là nhiệm vụ bắt cá. Bắt cá. Vui và ấn tượng nhất thôi Vân. Còn vui thì chắc con nghĩ nhiệm vụ nào cũng có một cái vui riêng. Chắc là còn có nhiệm vụ là chắc đánh trận cùng nhau, đánh trận đêm cùng nhau mà giờ nó không vui nhưng mà cảm giác nó rất là chân thật, cái rất là sinh động, giống như là kiểu mình được đi đánh trận vào năm đó luôn, và rất là cực, vào buổi đêm mà là đi tập cả ngày rồi là đứa nào cũng rất là mệt rồi, không còn sức lực nữa, nhưng mà cái lúc mà đi vô đánh trận rồi cùng nhau chiến đấu rồi nghe súng đạn đi nọ, hay là cảm giác những cái thời khắc đó ở trong khoảng thời gian đó nó rất là thiêng liêng á, và mình cảm giác như là mình đang ở trong thời chiến tranh luôn, nên là kiểu nó sinh động lắm á. Kiểu đó rất là cảm xúc, đó là kiểu vừa xúc động nè, kiểu vừa tự hào. Tự nhiên lúc đó chưa bao giờ mà trong lòng có cảm giác yêu nước kinh khủng như vậy luôn á. Đó là hồi trước mấy cái từ như là anh dũng kiên cường bất khuất này kia, lòng yêu nước này kia, nó nghe mấy cái mỹ từ nó nghe nói thôi chứ mình chẳng có cảm giác gì cả, giống như là học việc á. Nhưng mà lần đầu tiên á khi mà tham gia quân đội á, con cảm giác mấy cái từ đó nó rất là chân thật. Mình chỉ có xích mích với ai? chắc là mày ngoài chị Nhi ra không, chị Nhi cũng xích mích với chị Nhi nhiều nhất, tại vì chung nhiều với chị Nhi, hay là cũng không phải xích mích gì, tại vì ở chung mà, cho nên là chị Nhi cái mà kiểu nó không có được tính cách của nhau không hợp nhau hay gì đó, thì vẫn rất là hậu đậu ấy, như là Vân hiểu hay là rớt bụi xuống tạng chị Nhi nè, rớt mũ xuống đầu chị Nhi nè, rồi làm mấy cái ảnh hưởng chị Nhi đó. Nhưng mà chị Nhi không có quát nạt con bao giờ hết á, chị Nhi chỉ chọc con thôi là em thôi đi, chị là giống như em á, chị còn phải gắn em, chị quá mệt mỏi thôi kiểu vậy á, chị Nhi chỉ giỡn thôi, tại vì con thấy là con có lỗi với chị Nhi rất chung nhìn, tại con thấy con làm gì chị Nhi nhất, nhưng mà chị Nhi lại kiểu là rất là yêu thương con, và nhà chị Nhi còn nhắn tin động viên còn cái này kiểu thương em cái này kia, rồi chị rất là thương chị Nhi. Còn xích mích thì chắc là với chị Thư, kiểu Thư cũng thế, là vì chị Thư nóng tính nên là kiểu chị Vân Bảo là hay giỡn hay nhây, cho nên là cứ mỗi lần hay quẹt gạo chặt Thư á, xong rồi là Thư đem vào là phải là quạo, phải là la, phải là im nít, nhưng mà chị Thư nóng tính thế thôi, nhưng mà cơ bản chị Thư là một người rất là tốt, lúc nào cũng kiểu chăm sóc là em thì sao, chị Thư còn nhặt đồ cho Vân đủ đó. Còn Hậu thì Vân và Hậu đánh nhau suốt, Vân và Nam đánh nhau suốt thì không nói là cái gì rồi, tại vì hai đứa là chị con với nhau, nhưng mà giỡn thôi thì cũng không có gì. Còn Duyên với Vân thì tại vì là kiểu hai đứa thì chắc là có vẻ nhìn thì có vẻ xích mích nhất chương trình đúng không? Thật ra tại vì kiểu là hai đứa cũng xem của nhau, mà kiểu tính của Vân thì đã bốc đồng rồi, chị con nữa, cho nên là mà Duyên thì cũng nhỏ hơn Vân, cho nên thành ra là hai chị em có nhiều lúc không có đúng quan điểm với nhau lắm á, nên là kiểu cái tôi đứa nào lớn á, cho nên là kiểu hay xích mích với nhau thôi, nhưng mà về sau rồi cũng thôi, cũng là bận nhậu lắm thôi, là cũng không có gì cả. Rồi đến chị Yến thì chị Yến rất là dễ thương, thì Vân có nghĩa là cái xích mích với chương trình thì là Vân với chị Yến là người không có xích mích gì luôn, chị Yến đang yêu quá, toàn là kiểu lúc này chị Yến cũng là chăm sóc các em rất là nhiệt tình. Chị Yến với chị Yến giống như một dòng suối trong lành ở trong quân đội á, như là ai thấy mọi người cũng thấy dịu dàng, người thấy đáng yêu hết, là không ai nỡ làm chị Yến luôn ấy, nên là tôi rất là ấn tượng. Mà mới tập đầu đã bị chị Hương mắng thì chắc là nó cũng hơi sợ nhỉ? Đúng rồi, tại vì ngày đầu tiên mà mình vẫn chưa có biết được cái cách sinh hoạt trong này như thế nào cả, mà Vân thì trước giờ cũng chưa có bị mắng lớn như thế, ở nhà bố mẹ cũng không có bây giờ quát to như thế, kiểu hồi bé nghịch quá thì mắng thôi, chứ từ hồi đi học cấp 3 thì bố mẹ chẳng bao giờ quát nữa, nên là khi mà vào quân đội ngày đầu tiên á là Vân đã kiểu có hậu hoàng chung mà đã đỡ sợ.
mà còn chưa có phù hợp với lại cái nếp sống sinh hoạt ở trong nó. Tại vì Vân là Vân hơi bị chậm ấy, tức là đánh răng thì chậm, tại vì răng liền Vân đánh răng chậm thì rồi làm cái việc cá nhân rất là chậm, nên là ngày đầu tiên khi mà không có hoạt động cùng với mọi người được ấy, thì là bị chị Thư mắng xong rồi bị Duyên nói, kiểu mọi người nói vào rất là cột đồ là mình đấy. Cho nên là kiểu vừa được tủi thân nè, không vừa buồn mà vừa sợ là không phải trời. Nhưng mà sau đó về thì mọi người cũng nói chuyện lại, mọi người cũng yêu, cũng ăn uống với Duyên Thư, cũng nói, Duyên cũng nói. Thì nói lại thôi, chứ không phải là bất ngàn gì, là đừng có buồn cái này kia. Thôi chứ biết giờ sao giờ vào đây rồi. Nhưng mà có cảm giác là chị Thư chị nói vậy thôi. Đúng chị rồi. Nói to vậy thôi chứ cũng không chị gì. Quát vậy thôi chứ chị đã không có tính cả. Lúc mà trong cái phần phỏng vấn á, chị Thư cũng có nói là trước khi tham gia sao nhập ngũ thì anh Trương Phạm có nói là đừng bao giờ có đưa ra một lời khuyên là đừng bao giờ tin ai hết, đặc biệt là lúc mà gác đêm, tại vì sẽ có người tới dụ đi các thứ á. Đúng rồi, đúng rồi. Chị Vân có gặp chị đó chưa? Rất may là không phải là may mà là hơi tiếc là Vân không được gác đêm. Thực sự là Vân rất là mong chờ mình được gác đêm, nhưng mà ba đêm thì Vân được không đi gác, đi gác thì đều là mưa hết, nên là trong lần này thì chỉ có Hậu với lại Duyên đi gác thôi, còn tất cả mọi người không ai đi gác hết, nên là cũng có được trải nghiệm cái cảm giác đó và Vân rất là mê được đi gác. Thì không sợ bóng tối, không sợ ma đó không? Vân thì tính Vân là hay bị giật, dễ bị giật mình, là dễ giống như chị bị liệu á. Coi phim ma á thì sẽ rất là sợ trước khi mà chưa thấy mặt con ma, mà từ hồi mà thấy mặt ma rồi là hết sợ đó. Chứ nó là Vân không có sợ bóng tối luôn, Vân không có sợ mình cái lặng mặt đó, cho nên là Vân rất là thử thách để không mình xem là nếu mà bây giờ trải nghiệm thực tế thì sẽ như thế nào á. Tiếc là không có, hơi tiếc nhỏ, nhưng mà nếu mà được cái được chắc vui lắm. Nhưng mà trước khi chị tham gia thì có ai cho chị một lời khuyên không? Có anh Mạc Văn Khoa. Khuyên gì? Anh Khoa thì không khuyên, nhưng mà anh nói là Vân rất là mắc cười, đó là em quyết định suy nghĩ kỹ chưa, em suy nghĩ kỹ chưa rồi hãy quyết định nha, cái em suy nghĩ kỹ, em đồng ý luôn rồi cho rồi xong. Chúc mừng em. Xong rồi chị hỏi là anh Khoa và cho anh có xúc kỹ không, thì chị rất là mong chờ để đi quân đội chuẩn bị giảm cân. Anh Khoa kêu là anh không nhận giảm cân, anh không nhận xúc kỹ mà còn xúc cái tinh thần luôn đấy em. Nhưng mà anh ta nói thôi, nhưng mà kiểu anh ta là nhưng mà hình như chương trình rất là vui, được trải nghiệm, là cái mình trải nghiệm rất là đặc biệt, rất là thú vị, nhưng mà em sẽ không bao giờ được trải nghiệm ở ngoài đời đâu. Công nhận lúc mà xem cái mùa ông ấy thì mới vào đã bị bắt cắt tóc rồi, mặt xanh lè luôn. Em vẫn nghĩ là ai người ông anh trai ai nhắc tới quân đội cũng sợ nhất là cái màn cắt tóc hết, còn nó ai cũng sợ cắt tóc. Thế mà ai vào cũng để tóc dài như nhau, chứ ai chịu cắt. Con gái thì không cần phải để. Sau 7 ngày ở trong quân đội á thì chị Vân thấy mình thay đổi nhiều nhất ở điểm nào? Sau 7 ngày trong quân đội thì Vân cảm thấy như là Vân biết suy nghĩ cho người khác nhiều hơn, tại vì tất cả các nhiệm vụ đều là hoạt động theo tinh thần đồng đội hết. Cho nên là khi mà đi ra ngoài á, chị gặp ai cũng dễ thương. Cho nên rất là kiểu làm gì á phục vụ cho người khác nhiều hơn, biết quan tâm chăm sóc mọi người nhiều hơn. Rồi đặc biệt thứ hai nữa là Vân cảm thấy như là mình trưởng thành hơn, nó trưởng thành hơn. Như là kiểu mỗi lần đi coi á là anh chị sẽ kiểu đây là anh sát khẩu trang không, em mới được quân đội ra để em sát cho bây giờ học mọi thứ đối mình rất là nhẹ nhàng á, tại vì mình đã từng đi hành quân rồi, mà mình đã từng đi lên sát gì thao trường rồi, có thể lộn sát trường với thao trường rồi, được tiếp xúc với những cái rất cảm giác rất là kinh khủng á. Cho nên là đi ra ngoài là bây giờ Vân cảm thấy mọi thứ, những cái hoàn cảnh nào mà tiếp xúc với mình nó đều và thật lạc quan tích cực hơn trong cuộc sống này. Thì cho ngày xưa trong quân đội mình còn mạnh mẽ được đó như vậy, kiên cường đó nhỉ, và lần đầu tiên mà Vân cảm giác như là cái tinh thần đó, nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe và sức mạnh của mình rất là nhiều ấy, cho nên là và ảnh hưởng đến cuộc sống của mình rất là nhiều, cho nên là lúc này Vân cũng cố gắng giữ tinh thần lạc quan đó, rồi kiểu Vân cũng thấy sức khỏe Vân khỏe hơn, lạc quan hơn, vui hơn, nhưng mà việc đó là rất là nhớ mặt. Mà có gặp lại mọi người sau khi hết rồi đó, sau khi mà xuất ngủ xong khoảng 2-3 ngày sau lại chưa vào, xong thì bảo là buổi chưa sợ sao mà lại vào nữa, nên là vì nhớ mọi người quá và chưa có một cái buổi tiệc nào thật sự là chia tay mọi người đàng hoàng hết. Tại vì có hôm mà chia tay mọi người là phải sinh hoạt cùng với tất cả các kiếp này, hoặc cả các trên lãnh đạo ấy, không có thời gian mà kiểu sinh hoạt chung chơi riêng bộ chung với nhau, không thôi không có thời gian á. Hôm nào khi mọi người cố tình quay lại mang đồ ăn, để mà giao lưu sinh hoạt có độ được mình không thôi.
chỉ độ của mình không thôi đó. Thì có quay lại nhưng mà về nhà cũng lập group. Cái group là kiểu mọi người cũng hay chia sẻ là hôm nay tập nè. Rồi còn mọi người thì hôm nay chị đi quay, hôm nay chị đi trực. Rồi chị nhớ mọi người quá, mọi người thế này. Nói chung là cũng có một cái group là chia sẻ tới giờ sống sinh hoạt của nhà được đó. Nên cảm thấy là quý. Sau khi mà tham gia chương trình xong mọi người cũng hiểu liên lạc với nhau. Cái hôm mà quay lại chắc là trốn được mấy sếp nhỉ? Có xin phép trước, phải xin phép trước chứ không là đâu có được vào. Nhưng mà mấy sếp thì cũng để cho mặt thoải mái, cho vào rồi. Thì trong đồng trong phòng đồng chí một chuyện thôi. Vậy vậy trong cái lúc mà ở trong đó thì nhớ điều gì nhất ở ngoài đời thường của mình, ở cái cuộc sống ngày thường của mình? Nhớ họ làm kiểu buổi sáng, buổi chiều, buổi tối thì kiểu rất là thoải mái, tự do, được đi chơi với bạn bè, rồi thích ngủ giờ nào ngủ, mệt giờ nào lại. Nhưng mà trong quân đội thì là không được, nghĩa là tất cả mọi thứ là đều phải theo quy tắc hết, đều phải theo quy chuẩn hết. Mà nhớ nhất là cảm giác mà được tắm và được đánh răng đàng hoàng tử tế. Trời ơi, sáng nào vẫn phải nuốt kem đánh răng, vì kiểu đang đánh răng như thế này thì là kiểu tét coi, được nuốt không phải kem đánh răng. Nó là cái lúc mà con về con đánh không chỉ một chuyện te tua luôn. Bớt hết tay nha. Con cũng có một cái kỷ niệm của đồng chí hội trưởng là con lấy được cái còi của đồng chí hội trưởng và làm kỷ niệm. Đó là cái còi làm ảnh hưởng tới tinh thần của con nhất trong mùa. Cho nên là con về con xin làm kỷ niệm. Con chỉ nhớ cảm giác được tự do ở ngoài thôi. Rồi kiểu nhớ bố mẹ nhiều hơn, rất là nhớ bố mẹ. Lúc mà vừa xuất hiện con đó là gọi điện thoại cho mẹ liền. Cũng mà trước khi chị quyết định tham gia thì bố mẹ có biết không? Có khuyên, có nói gì không? Bố mẹ chị rất là dũng chị á. Bố mẹ chị tính cách chị có ý kiến chị luôn. Nên là chị mà chị nói với mẹ chị có vui lắm tham gia đi. Thì mẹ chị rất là thích xem game show đó. Nhưng mà chị nói là chị tham gia game show chủ yếu cũng là vì mẹ chị á. Đó, xong mà mẹ chị rất vui, rất thích tại vì được trải nghiệm mẹ. Được là cái mẹ rất là vui luôn, mẹ cũng lắm. Nhưng mà bố thì ngược lại. Bố thì rất là lo. Tại bố kêu là sợ cực mẹ không làm được. Tại vì mà bé con là hay ốm vặt nữa, hay ốm vặt thôi mà tay con thì hồi xưa cũng đã bị gãy rồi, cho nên là vào quân đội thì yếu, không làm được, rồi cực lên như thế này kia bố lo, rồi bố cứ người suy nghĩ kỹ chưa, và trong này là cực lắm nha, thì kia, nhưng mà mẹ cứ bảo ôi chú vui mà đi tham gia đi, trời ơi, đời người có ai mà được trải nghiệm như thế đâu, bây giờ có cơ hội thì cứ đi đi, rồi thế chị đi luôn, bố thì dưới trướng mẹ mà, mẹ sao thì bố thật hả thôi, chị đi. Vậy là lúc đó tham gia chủ yếu là vì mẹ nè, vì thử thách nè. Vậy thì cái phần cách xe chỉ là một phần không mà, đúng rồi. Dạ, tại vì phần cách xe thì không có được cao đâu. Thật sự luôn là thật, nó cũng thấy vậy. Vâng, phần cách xe thì nó cũng không bằng một ngày làm việc của mọi người trong này nữa. Cho nên là chủ yếu tham gia là để vì thử thách, để thử thách bản thân với để trải nghiệm thôi à. Trước mùa này thì có một cái mùa nữ, chỉ có một mùa nữ thôi. Thì mọi người hay so sánh là lúc mà đi thì nhìn rất là lung linh, xong rồi lúc mà về thì nhìn te tua tàn tạ. Đúng vậy. Mà trong chương trình mình cũng rất là te tua tại vì không ai có thời gian được trang điểm luôn. Đúng rồi. Ngày đầu tiên á, mọi người còn được ở gì ta, bộ chiến chống nắng. Đó là ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 là bụi vàng quá, không thể nào có thời gian để mà đánh răng luôn. Thì làm sao mà có thời gian mà make up mà bôi kem chống nắng hay như này kia, bôi bị cái chứ khỏi cháy da thôi. Tại vì lúc mà trước khi đi á, chị là bà làm nước á, bà là cháy da mình cháy nó rất là rát. Cho nên là mọi người chịu khó là bôi kem chống nắng. Nó chỉ là bôi kem chống nắng, không được make up, không được kia. Nhưng mà kem chống nắng nó chỉ là một phần thôi, cho nên là nó còn đen. Đen lắm, xong rồi chưa cỡ cứ hay đi chà với cái đầu gối này leo rồi lết rồi trường bỏ là hai cùi chỏ, hai đầu gối, chân tay là bầm hết, nên là mà đen là bị bầm rồi. Xong rồi chưa cả nữa là họ tìm mấy cái mấy con nó trắng ấy, mà nó mà da mấy chị nào mà đọc ấy thì sẽ sợ là nó hành kiện quá. Nhưng mà cũng hay là mấy chị thì da một lần ấy bôi thuốc đó là hết rồi. Nên là sau khi mà ra quân đội anh đi cùng với sinh hướng mà ba nghĩ là chắc là con chị em cơm như không, con vẫn giữ nguyên khí, có khi lên nữa. Tại vì là tập không tập nhiều, xong mà đói, nhưng mà răng con thì là không có nhai được, không nhai được nhiều đồ ăn, thế là mấy anh chị cứ chuẩn bị đồ ăn vặt cho mấy đồ ăn là cứ ăn bánh, ăn chuối, ăn kẹo, uống nước ngọt ấy, này cái nọ, là không xuống được cân nào mà là còn lên cả một cân luôn. Nhưng mà kiểu như là chị Vân là kiểu làm diễn viên á, cho nên cái hình tượng thì nó cũng hoàn hảo hơn mọi người, giống như
giống như chị Nam Thư là chị Nhi là kiểu diễn viên hài thì mọi người cũng đã quen với cái nét tính cách rồi đó rồi. Cái lúc mà đi á thì chị có lo lắng là cái hình tượng của mình á nó bị ảnh hưởng không? Tại vì Vân nghĩ là cái người mà lo lắng về hình tượng nhất chắc là phải là chị Duyên mới đúng, chị mới là hoa hậu. Còn Vân thì nếu mà mọi người thường xuyên theo dõi Vân trên mạng xã hội thì mọi người sẽ thấy là Vân rất là ít khi nào mà make up post trên Facebook hay là Instagram, thì đa số là không make up. Thậm chí là đi cả những cái sự kiện lớn này rồi đi hạ, trừ khi mà phải có sự kiện cần thông báo với khán giả thì Vân có thể post trên mạng xã hội những cái bức hình mà kiểu make up lồng lộn hay là đi họp báo, đi sự kiện này đi nào hơi sơ bình thường. Vân không bao giờ post những cái sự kiện, thậm chí trên Instagram của Vân là không có một tấm hình nào Vân đi dự sự kiện hay là làm lung linh lộng lẫy như là công chúa hết. Tại vì Vân muốn mọi người là không xem Vân như là nghệ sĩ, Vân chỉ muốn mọi người biết Vân giống như là một con gái bình thường thôi. Là khi tham gia chương trình thì con không có lo ngại về vấn đề về ngoại hình của mình, tại vì bình thường con post lên mạng xã hội cũng toàn là hình đâu có make up đâu. Cái gì ta, lúc mà ngồi trong cái cuối á, lúc mà ngồi trong phòng cái đó là cái gala hả ta, nói chung là tổng kết lại xong rồi xem lại cái hành trình của mình ngay tại lúc đó luôn, thì cái cảm xúc của chị Vân là như thế nào? Vậy nếu là hoành tráng, không nghĩ là khi mà quay lại xong rồi lúc mà được xem thêm hoàng đó, wow, rất là mọi người ở ngoài rất là bánh bèo nha, nhưng mà lên cho nó quà ăn cũng rất là như một chiến sĩ thực thụ, rất là kiên cường này kia kia nọ. Hay là lúc mà mọi người đi tham gia, mọi người chỉ nghĩ là để thử thách bản thân mình trải nghiệm thôi, không ai nghĩ ra cái chuyện mà thắng thua hay là thử hình tượng hay như thế nào cả. Cho nên là khi mà lên sóng chương trình như thế, xong rồi thấy người này thấy người kia, thấy đồng đội của mình như thế này kia, thấy mọi người rất là giỏi thì rất là hay. Tại vì cái lúc mà tập ấy thì cố gắng thôi phần mình thôi, chứ chị cũng không có quan sát chú ý nhiều đến những đồng đội khác, tại vì cái một nhiệm vụ đó nó cũng rất là khó khăn ấy, thì bản thân mình phải cố gắng thì nó không làm ảnh hưởng đến đội nữa, anh cũng cố gắng. Nhưng mà khi mà lên hình một cái xong mình thấy mọi người cùng nhau làm việc như thế này, là công sức của mọi người như thế, nên là cảm giác rất là xúc động. Và giải quyết thứ hai đó là người tại vì kết thúc rồi, hết rồi, là cái khoảng thời gian đó là một cái kỷ niệm rất là đẹp, khi xin mà rất là mọi người rất xúc động, kiểu là tiếc nuối rất là nhiều. Sau này không biết là mình có còn cơ hội nào để có thể tham gia cùng nhau như thế này được không, cảm giác vui mừng tận dụng và rất là tự hào với đồng đội của mình. Mà chị là diễn viên á thì lúc mà quay phim thì rất là cực, nhưng mà chị so sánh với lúc quay chương trình thì chị thấy quay phim với lại đi sang nhập ngũ cái nào cực hơn? Thì đương nhiên là phải đi sang nhập ngũ rồi. Tại vì em biết là đi quay phim ấy thì nó sẽ ảnh hưởng một phần là thời tiết thôi, là điện nắng mưa thất thường rồi những cái nơi địa hình nó cực khổ thế này kia thôi. Nhưng mà khi mà quay thì sẽ có thời gian nghỉ ngơi và được tiết kiệm rất là nhiều. Ví dụ là quay xong đi ra ngoài thì có nghỉ ngơi, là phải có quạt nè, rồi phải có ăn vặt nè, thế này kia kia nào. Còn đi vô quân đội là chị là người bình thường, đâu phải diễn viên đâu, cho nên là sẽ không có được đặt cắt những cái về sự quan tâm của ekip. Thế là đi quay thì từ sáng đến tối đứng ngoài nắng, xong rồi kiểu vật lộn chung với mọi người đi làm nhiệm vụ thế này kia, đâu có được mà tiết kiệm nhiều như là quạt nè, rồi mấy cái như mà được ra ghế nằm ra ngủ đâu, đâu có. Trời ơi, lúc đi quay rồi còn được ngủ nghỉ, lúc mà đợi xét máy còn được nghỉ chứ. Lúc quay này là kiểu như một người lính bình thường luôn, nên là cực hơn đi quay phim rất là nhiều, cực hơn cực lần ấy. Thì sau cái chương trình đó thì kiểu mình kiểu cảm giác như là trân trọng những cái người lính hơn, rất là rồi. Sau những cái chuyện gần đây rồi, kiểu rất là thương mọi người lắm, tại vì mọi người rất là chăm chóc ấy. Tại khi mà tâm sự nói chuyện với mọi người xong thì mới biết là hoàn cảnh gia đình của mọi người cũng rất là khó khăn, hay là thương. Mọi là trời ơi, mình có một tuần trong này thôi mà mình đã một chiếc lên chiếc xuống rồi, mình trong khi mọi người ở trong này họ quanh năm suốt tháng không được đi ra ngoài nhá. Đó là rồi còn phải kiểu làm việc vì đất nước như thế này như kia nữa, cảm giác vừa thương cái chiến sĩ này rồi vừa kiểu rất là tự hào, tính tự hào dân tộc mình nổi lại rất là nhiều luôn á. Kiểu qua mình tự hào vì mình là đồng đội với người ta, và mình cùng dòng máu với người ta, là con dân chung nước với người ta. Người ta rất là kiên cường bất khuất, nên là kiểu mình cũng được homeline, rất là tự hào. Nhưng mà mình cũng là một người con của nước Việt Nam, có rất là nhiều chiến sĩ dũng cảm như thế, rất là tự hào. Chị đã đề xuất hậu hoàng cho lần này rồi, nếu mà mùa sau mà chị được đề xuất hậu hoàng thì chị sẽ rủ ai? Thật ra là lúc đầu chị đề xuất hai người là Hậu Hoàng và Trang Hí.
đó. Thì xong này thì trong Covid thì chị chơi thân, nó đã là thân nhất trong Covid rồi. Thì lại chị chơi thân với lại Hậu, em nghĩ chị Dạ. Thì chị Dạ thì không đi được rồi đó, tại vì chị Dạ có con với chị rồi, với lại chị sức khỏe cũng không được cao. Thì chị có hai đứa chị Châu nhất cũng chơi được với Vân, đó là Hậu Hàng và Trang Hỷ. Thì có đề xuất Hậu Hàng và Trang Hỷ thì chương trình bốc Hậu Hàng rồi, thì lần sau vẫn hy vọng là nếu Vân được mời nữa thì Vân sẽ chỉ. Vậy chị có lời khuyên gì cho những người tham gia mùa sau không? Vân nghĩ là không có lời khuyên gì bằng lời khuyên là không mạnh được, cố gắng giữ sức khỏe, đừng bảo là bạn không được tốt. Thì tại vì đã không có bị những cái trường hợp như Vân hay là chị Thân á, thì sẽ không có tham gia chung được với đồng đội của mình, thì sẽ rất là kiểu chị Thân này đi nọ. Đấy, cho nên là Vân chị hy vọng là mọi người, nếu các anh chị sau này mà tham gia chương trình thì nhớ cố gắng giữ sức khỏe mình được tốt. Cái điều tiếc nuối nhất của chị khi mà chương trình kết thúc là gì? Là cái điều tiếc nuối nhất của Vân là chính là chưa có nhiều thời gian cho những cái chiến sĩ ở trong đó, tại vì cái năng suất á, tập luyện cái hình nó liên tục như thế, cho nên là cái thời gian mà mọi người giao lưu với nhau á rất là ít. Những cái buổi sinh hoạt chung, nhưng mà buổi sinh hoạt chung thì là kiểu nói chuyện này kia nọ thôi, chứ không có tìm hiểu sâu về mọi người nhiều hơn, không hiểu mọi người nhiều hơn. Thì có lúc ăn cơm thì nói chuyện cũng ít à, nên là không có nhiều thời gian ở bên các chiến sĩ để mà nói chuyện để vui để hiểu mọi người hơn thôi. Cho nên là Vân với Hậu Hoàng hai đứa đi về bị tiếc á, là tại vì lúc đầu nghĩ trời ơi còn 3 ngày nữa mới được về, còn 2 ngày nữa mới được về, ngày nào cũng được luôn ngày về hết, nhưng mà tới cái ngày cuối cùng ấy thì là cảm giác như là ôn tiếc quá, ngắn quá, nên là chờ ước gì mà được bỏ thêm 2 tuần nữa 3 tuần thì hai biết mấy. Thế thì mọi người thì tinh thần gắn kết tình yêu thương với nhau nhiều hơn thôi. Đã thì cái điều ôn tiếc nữa nhất là không có nhiều cơ hội để mà tiếp xúc với lại các bạn đồng nghiệp cũng mà mình biết mọi người đó để đi. Nếu mà chương trình mời tham gia phần sau nữa thì có đi không? Trời, Vân đang suy nghĩ là nếu mà bây giờ mình đăng ký mùa nữa không biết chương trình có cho hay không nên nè. Cho. Thôi Vân phải hậu hàng kêu là mùa sau nữa mà mùa sau đi nữa không, mùa sau có được đăng ký nữa không ấy, tất cả mọi người. Mà dù rất là cực á nhưng mà mọi người vẫn rất là muốn tham gia nữa. Vui. Nghe nói là có mùa hải quân cũng vui lắm đấy, mà nó cực hơn nhiều luôn. Nếu mà đi ra biển thì chắc là Vân sẽ thích bạn nhà. Tại vì Vân rất là ghét nước. Ở Vân ghét nước ghét biển lắm đó, cho nên là anh chịu cày quá. Đặt công đi bộ nữa thôi thì đi. Mà đi nước thì chắc là Vân sẽ ghét. Vân không biết bơi. Không, mà nghe nói là đang muốn làm không kiểu không quân á. Không quân à, không quân luôn hả? Ừ, mà không biết là có khả thi hay không. Vân nghĩ là sẽ hơi khó. Ừ, nhưng mà nếu mà đi thì chắc cũng thử thách lắm, đỡ khó. Đúng rồi, nhưng mà nếu mà không quân thì chắc là Vân cũng xin phép được xuống không đi. Tại vì chắc là mọi người xem thì mà sẽ thấy được là Vân là người ở xong rồi chắc là không sợ độ cao. Vân rất là bê độ cao á. Cho nên là Vân nghĩ là đã đi qua thì Vân sẽ xuống.